chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc gia đình ruột thịt của Út buổi trưa vui vẻ nha. Út mới đi giao hàng xong về, đem hàng về chuẩn bị giao cà phê sầu riêng cả nhà nữa cả nhà. Cái nhà ủng hộ thì có ủng hộ thì ủng hộ Út nha. Chúc Út ghim cái Zalo trên màn hình. Cái nhà cái có ủng hộ cà phê sầu riêng, cái hàng này độc quyền của anh Bảo Trung cái nhà. Cái hàng này ở ngoài thị trường không có hàng độc quyền cái nhà. À trời, thế thay đổi rồi, tình hình càng ngày càng vui rồi cả nhà. Tình hình càng ngày nó giống như là nó đảo ngược, nó ngược đảo ngược ra cái nhà thấy không. Cá bảy màu, tam sên đầu kia, con heo, hà mã heo, nó lúc trước nó bảo vệ Hồng Loan, nó tân bốc Hồng Loan, bây giờ nó qua nó chửi Hồng Loan, nó đầu hàng với mẹ Sáu đúng không. Còn bây giờ ngược lại chị 20k. Có ai nhớ chị 20k của ông ta? Cái chị mà có cái đầu tóc hình úp nồi đó, cái chị mà có đầu tóc hình sao quả, sao mộc, sao kim gì đó. Lúc trước chị bảo vệ mẹ con cô sáu bùa dữ lắm nha, trời ơi giống như trợ thủ đắc lực luôn đó. Lâu lâu rồi dẹo qua dẹo lỡ cái quán bún bò, ăn được tô bún bò, cái khen bún bò đậm vị, topping đầy đủ, thịt tươi rối và rau đồ tươi ngon, trời ơi cái lỡ cái ve tặng cho hộp cô cá mai đi về, cái lên bài chửi mớm quá, rồi chửi nào là tu hú, nào là lụm lon, nào là ác độc dành nhà cô chú, nào là cướp nhà cô chú nào vậy, nhà nào của cô chú vậy, cô chú ăn giọng năm căn nhà, cái biệt thự nhà lương vàng hết căn nhà từ đường rồi, và số lần anh nợ cắt tiền chưa đã sao, đủ tài sản đó cô chú có mần ra, cô chú tự mua hôn mà nói tài sản của cô chú vậy, trời ơi. Nhưng mà giờ nó khác rồi, giờ nó lạ lắm. Bây giờ chị 20k quay trở lại, trời ơi chị 20k quay trở lại, chị 20k chửi, trời ơi quỷ thần ơi, chửi mẹ con nhà Sáu, tôi nói nó đã mà nó không còn non nước gì, ngu không chịu, cô hổm cho ăn hủ tiếu ăn bò con gì muốn bò nó bên chỗ nay bán hủ tiếu bò viên không chịu cho ăn chi, chửi được phải giờ, trời ơi sao chị 20k lúc này chị tỉnh ngộ hả, chị tỉnh giấc hả? Cái chị 20k mà lúc trước YouTube ruột của con ve khen đẹp á, cái chị nói sao nó có đẹp không, có đẹp bình thường à, bình thường không có đẹp, thấy bình thường mà nó có gì đâu đẹp, không có đẹp, không có đẹp, không có đẹp, không đẹp. bây giờ cái lực sư khờ giả bộ nhảy vô, càng nhảy vô giả bộ kiện chị 20k, giúp đỡ nơi Hồng Loan kiện chị 20k, cái vài bữa cái nghĩa trang bộ ngựa Vina cà phê đó, vài bữa bị bắt, tới nay không bị bắt luôn đó, cái lầu ra nguyên một băng lực sư giả, nguyên một băng lực sư giả gài vô để gài Hồng Loan với đi cái vụ án sao kê, để gài bẫy đi Hồng Loan đó, giờ không có gãi ngứa được cái chị 20k, không gãi đít gãi háng thì chị 20k, bây giờ chị 20k còn nguyên không bị giáp đó, mà chị bộ tam sơn với lực sư khờ te tu tơ tả, nhất là bà mặt trời mù cái bà già chứ bà mạnh miệng mạnh mồm nha, bà thiếu nợ 120 triệu chứ bà mạnh miệng mạnh mồm, mà trời ơi bà lên bà dở một tin ni, mày biết tao là ai không ni, tao là mày, tao là mặt trời mù nè mày, mày mà đụng tới tao hả tao cũng làm què mày luôn. Bà mặt trời mù có già chứ, già mặt nó nhăn, bà mặt trời mù với cái bà với sẹo cái không biết có bà con không à, mà cái mặt nó nhăn dữ cả nhà nha, mẹ mặt trời mù á với mẹ sẹo cái không biết có bà con chị em dòng họ cô bác nội ngoại chú bác lật gì không, mà cho nó mặt mày giống quá, nhăn quá mấy chị chứ mà mấy mặt chị, mấy chị cũng nhăn giống như là cái nách tôi nhăn lỡ rồi đó, đắt áo nó nhăn rồi đó, ấy cha vậy đó. Trời ơi bây giờ chị 20k lên bài không còn chửi mớm nữa, lúc chửi chửi mớm tàn canh xương gió lạnh, nó chửi không còn ngôn từ nào để mà mãi, bây giờ những cái ngôn từ mà lúc trước dành cho mớm lại dành cho mẹ con nhà ve cao rồi đó, đã thờ thế thôi. Lúc trước thì chửi Yên Loan, giờ chửi ngay đây, còn lúc trước cái tam sên đồ bảo vệ Yên Loan, giờ quay qua chửi Loan bảo vệ mẹ con nhà Sáu, có gì vậy trời, cái chuyện gì đang xảy ra, cái chuyện nào đang xảy ra, đang sao thông thế giới loài người cả nhà. nhưng mà nó vui trời ơi, ví dụ là chị 20k ngôn từ chị dữ lắm ha, chị chửi mẹ con nhậu Sáu là thôi mệt luôn, mà chị chửi là có nhiều phim hay nha, tại vì cho chị bên đó đưa thông tin cho chị chửi là có phim hay nha, từ từ chị sẽ khai ra hết tất cả, khai sạch sẽ ai đưa bài cho chị chửi, ai đưa lại chị chửi, hạ danh dự của năm, hạ danh dự Hồng Loan là điều mẹ con Sáu, trong đó có chị Trành Bồn nữa, mà chị Trành Bồn bỏ của chảy lên người rồi, chị Trành Bồn bây giờ yên thân, tuy là bán bún bò ế nhưng mà vẫn yên thân. Nay còn mấy ngày nữa ta, nay 15 mà hả, 15 mà ngày 23 còn 8 ngày thấy bà rồi, con từng lễ rồi thấy bà, Sáu ơi làm bùa kịp chứ Sáu,
chịu cô chiên về kịp chưa? Cái cô chiên mà anh giữ em đi anh, đợi cô chiên về con mà phải nhì nhanh. Câu chuyện này con phải nhì nhanh, con phải nhì nhanh này con phải thắng được, con phải nhì nhanh giống cô như nhạy nhẹ. Thì cô đem chữ ký về cho con, mà cô về tới đâu rồi cô chiên? Cô về tới đâu rồi? Không có chữ ký gì hết, không có chữ ký gì hết. Con mẹ Sáu thua rồi, thua rồi nên muốn kéo dài thời gian để đi làm bùa làm ngải để hại Hồng Loan, nhờ tâm linh học để điều khiển Hồng Loan. Chứ chẳng có chữ ký chữ ơn, mà chẳng có bằng chứng bằng ơn hay là bằng lòng bằng mặt hay là bằng bằng không gì chứ. Cái này chắc bằng không quá. Giả bộ kéo thời gian để làm bùa làm ngải, chứ rồi đi ăn cắp ăn trộm ăn nhờ đậu dành nhà dành cửa người ta, chứng cứ đâu mà đưa. Bỏ vậy ông thẩm phán ông tòa hỏi đại diện phát ngôn của Sáu là xèo cái đó, chứng cứ đâu? Không có biết. Dạ anh có công tác chứng cứ không? Không biết luôn. Kéo dài, mục đích kéo dài thời gian là để làm gì? Để làm bùa làm ngải. Sáu luôn lúc nào cũng tin vào tâm linh học. Nhờ tâm linh học mà giờ Sáu chuẩn bị ủ tờ. Nhờ tâm linh học mà Sáu vô gia cư bền vững. Nhờ tâm linh học mà gia nguyên gia phả nhà Sáu chuẩn bị ủ tờ hết trơn. Trời. Con dễ cháu chắc gì chuẩn bị ủ tờ ngay cả Sáu ủ tờ luôn. Mà Sáu đi trước tại do Sáu vô khống chính quyền. Trời Sáu vô mánh sao? Sáu năm nay vô mánh sao? Sáu tuổi gì tôi coi cho Sáu khỏe sao? Sáu nói được tôi cho tôi 6 tuổi gì đi, tôi bấm 6 quẻ mà không chừa mắt nào tôi thua luôn. À dạ đi vui gì đâu. 20k quay cái lợi là có chuyện vui nha. Chào mừng chị 20k, welcome 20k quay trở lại. Trời ơi, chưa sao chửi Sáu dữ vậy? Tôi vũ tới nhà một tí bầu viên lại thì chửi dữ vậy chị 20k. Ghe yeah, cũng kỵ giờ không kiểu chi tiền cho chị 20k nữa, về nhà chị 20k lắm. Thấy hai chị 20k lại nhả trốn mất tiêu. Trời, bùm bùm có một thông báo cũng khá là đặc biệt cả nhà. Tại vì mấy bữa nay á, cái bọn xuyên tạc, cái bọn quay xe á, nó dùng cái câu chuyện mà bùm bùm sắp mở quá hủ tiếu bồ viên. Cái nó xuyên tạc, nó nói là bùm bùm giờ muốn bỏ Hồng Loan rồi, muốn làm ăn riêng rồi, không có còn bên Hồng Loan nữa này kia. Giờ mình địch cái là nó diễn giải cái từ địch tới ra thế nào, nó diễn giải cái mùi thế nào. Thì mấy cái bọn quay xe giờ địch cái là nó diễn giải cái mùi là ăn mít hay là uống sầu cà phê gì đó, đã diễn giải hết ra. Bởi vì thế mà nó xuyên tạc, nó nói là bùm bùm là bỏ Hồng Loan rồi này kia. Thì bùm bùm có lên viết nộp gì sao tốt để nói rõ vụ này ha cả nhà. Rồi sao mà Út nói tía ba trời ơi vui lắm, nhiều chuyện vui lắm. Là dạ em mở quán hủ tiếu vì em sẽ bán, còn em vẫn ở nhà số 5 nha. Em vẫn phục vụ chị mớm, quản lý shop ăn vặt. Em không có ý định đi đâu hết trơn hết trời á. Mỹ Mỹ của tụi em cũng vậy, tội nghiệp đợi ngày tụi em chia cắt lắm ha, nhưng mà xui mơ đi bùm bùm liêu liêu đó, có nghĩa là xuyên tạc nói là chuẩn bị bỏ Hồng Loan rồi. Bùm bùm nói là mở ra là cổ phần bùm bùm trong đó, nhưng mà gì của bùm bùm đứng bán bên ngoài bùm bùm ta nhiều lắm chứ không phải mà chết bứng giữa bờ giống như mẹ Sáu thì cha bảy tao đà. Nên bùm bùm và Mỹ vẫn sát cánh bên Hồng Loan chứ không có bỏ đi đâu hết. Cái bọn quay xe với cái bọn làm sở hữu á, trong chờ ngày mà bùm bùm với em Mỹ với Hồng Loan rạn nứt á, trời mơ đi mấy gái. Cái ngày mà Sáu ủ tờ đó còn chưa có rạn nứt nữa, đừng có nói mà tới giờ. Trời ơi, bùm bùm á nó hiểu chuyện, nó còn nhỏ nó hiểu chuyện, nó gạt tình tham quan bên là biết con người nó hiểu chuyện thế nào, biết con người nó hiểu biết cái nào rồi. Đến giai đoạn này giờ này mà nó bỏ Hồng Loan đi sao hả? Mấy đứa trời ơi, mấy đứa ăn cái gì mà mấy đứa trời ơi, nó miễn nhiễm với từ mày từng nhục và miễn nhiễm với từ điên khùng vậy mấy đứa thánh thần. Nó mở chia nhánh ra rồi kiểu này á, quán hủ tiếu bò viên bùm bùm mà bán đắt cái tàu rồi. Sáu tức cao rồi, Sáu tức lòng lộn lộn. Nhưng mà Sáu tức chi Sáu ơi, bây giờ bùm bùm nó không mở Sáu cũng ế, mà bùm bùm mở Sáu cũng ế mắc gì tức. Tại vì người ở ác sống mà vô ơn phản phúc, sống mà ác dân sắc đức quá là ai, ông trời nào mà đãi, ông trời nào phù hộ cho mình. Phản bán ế thôi, Sáu giờ bán thôi còn ế được chứ bán gì. Sáu mà đi bán cái số mà 100 tờ mà tới chiều chắc còn 90 đó. Tại vì sao? Ăn ve 2 tờ, long dịch 2 tờ, xèo cá xèo đực 2 người 2 tờ là 4 tờ, Sáu đi dành 2 tờ là 10 tờ, còn 90 y nguyên. Thánh thần ơi. Dài. Có một bài viết này khá là hay cả nhà. Bài viết kể lại tội lỗi đầy đầu đầy cổ của con mẹ Sáu bùa. Tôi đặt Sáu bùa cho nó Sáu bào nha, bà bùa. Tại tội lỗi đầy đầu mà bây giờ hở cái mở miệng ra mang danh gia đình ruột thịt, trời nghe gia đình ruột thịt cái mắt địch
mắt địch nga luôn, mắt địch muốn làm một cái lẹt đập ẹt cái thiệt cái cỡ nghe tới gia đình ruột thịt cái mắt địch tự nhiên đang bình thường cái mắt địch nga cho mở miệng gia đình ruột thịt hay quá anh ta. Và Út đọc một bài viết nói về sự khốn nạn của cô Sáu Bùa nha, nói gì cái bài viết này đặc trưng nói về sự khốn nạn của cô Sáu Bùa nha. Cô Sáu Bùa ơi, vô nghe cô đọc những cái gì khốn nạn của cô là cô. Khi cậu năm đang mệt cần mổ, anh Tư thì đã mất, là cậu Tư mất ha. Bảy thì không liên lạc, lúc đó chú Bảy đi giặt quần ta rồi, lúc đó là hụt trong cái đám nào, hụt trong đám cờ bạc đầy đốm nào hay là trốn nợ gì đó, chú Bảy á đã hay giặt quần ai đâu ngoài rồi không kiếm được. Mà chỉ còn có Sáu, gọi cho Sáu kêu lên ký tên để tiến hành ca mổ cho cố nghệ sĩ. Câu trả lời là mắc bận có em bé không vô được. Sao giờ không bận nó đi, sao giờ không coi em bé đi, sao giờ rảnh như vậy, sao giờ rảnh đi thưa đi kiện như vậy, sao giờ rảnh lên livestream thách ta vậy, ai giờ rảnh cần ngước cần thách thức ta vậy hả? Lúc trước bận giữ em bé, giờ bận giữ em bé đi. Mắc gì giờ rảnh như vậy hả? Vô ký tên mổ thì bận, còn dành nhà dành cửa cho rảnh lắm, rảnh dữ lắm luôn đó. Muốn ai muốn làm gì thì làm đó, giờ ta muốn làm gì làm dành chứ. Giờ ta muốn làm và ta muốn sang tên thì con tài sản cha ta hưởng ta sang tên kệ ta, làm gì dành, làm gì kêu ta dành giá định chữ ký, làm gì quỷ hay sao người ta, quỷ quyền làm người, quỷ quyền thừa kế người ta vậy hả? Sao Bùa má ô nói tới mẹ Sáu thì giống quỷ giống yêu, giống chướng khí chướng mùa chướng đá trong trường trong vú ăn cắm xuống cắm heo đi dao á. Tôi thiệt, tôi mà có người mẹ thì từ mẹ rồi để làm mẹ giống quỷ giống yêu, giống cái thứ chướng khí chướng mùi đâu, không thứ quỷ yêu tinh gì đâu, không chứ phải người ta. Để nhắc tới mẹ Sáu thì nhắc tới thứ quỷ thứ yêu chứ phải người ta cả nhà. Ai làm gì thì làm. Ủa kỳ vậy Sáu, cả đời anh Năm sống vì Sáu, vì con Sáu, giờ nhờ ký tên để dành lại sự sống cho ảnh, Sáu lại từ chối. Tại vì biết sao không? Tại vì sao biết sao Sáu từ chối không? Tại vì di chúc trên bàn nhậu ý y và tờ di chúc giả ve tự lập ra đó, với lại nghĩ là con bóp nó hiền nó khờ, kỳ này cậu mà mất một cái là dành tài sản cho mình, nên con mẹ đâu có muốn dành việc sự sống thì cho cậu. Cái mục đích của mẹ là muốn cậu đi, mà mắc mẹ ký tên ngu hả ký tên, mà đâu là mục đích của mẹ là muốn cậu đi sớm để kiếm nhà kiếm cửa, mà giờ mấy cha mấy mẹ kêu vô ký tên ngu hả ký, bởi vì nó bận, không có bận, không có rảnh, ai lại bị làm đó, bận cậu không có rảnh nè, ai muốn lại bị làm, mắc giữ em bé à cái giờ rảnh quá trời, giờ dành đi chỗ nào cũng mang cái thẹp theo đi dành. Nhục chưa từng có luôn cả nhà. Em bé có thể nhờ người trong giùm vô ký tên, sẵn tiện thăm ảnh một cái coi ảnh sống chết thế nào. Không chết thế nào đâu cần biết, tao cần biết, chỉ cần biết chiều nay tao có tiền vấn đề, chiều nay có tiền vấn bài được, không cần biết ai sống chết kể, không cần biết. Thương yêu đâu biết, thương yêu đâu biết, có yêu thương đâu biết, quỷ thần ơi đó. Rồi chẳng những không tới mà còn phán một câu ai muốn làm gì thì làm. Giờ thì ảnh làm rồi đó, ảnh giao hết tài sản giấy tờ liên quan cho Hồng Loan, sang tên chính chủ, mắc mớ gì kiện tới kiện lui cho tốn xăng vậy Sáu. Vô công bất thọ lộc, huống hồ anh Năm đối với gia đình mình quá trọn vẹn tình nghĩa, còn quan trọng đối với ảnh như vậy, chơi với dế chứ chơi với ai, trời ơi không chơi, chơi sạc pin. Sao với cô Chiên, cô mà em về có hai tuần để thăm anh mà nó muốn ngàn với em hết chưa, trời em giận, em về bể luôn nha anh. Đó, chơi mấy người đó, chơi với phe quay xe. Nhiều người chơi đến bộ, trời ơi, trong xã hội này nhiều, còn nhiều thành phần chướng đám, chướng mùi, chướng khí, âm binh hột dịch lộn lắm, chứ phải là bình thường đã. Bởi vậy, lúc kêu ký tên cứu và sự sống cho cậu, ngu hoa danh, giờ mới hiểu tại sao. Bây lúc trước mình không hiểu tại sao là Sáu không vô ký tên để dành lại sự sống cho cậu, bây giờ mới hiểu tại sao. Tại vì Sáu và con của Sáu đã chuẩn bị một tờ giấy chúc bằng nhậu và một tờ giấy chúc làm giả rồi, là chỉ cần cậu ngẫm là tung ra con bóm nó khờ, nó hiền, nó cô thân độc mã, nó không có tiền pháp lực, nó không có fan, nó không hiểu biết pháp lực, nó yếu bóng vía nữa, và thế nào tung ra cái hai bằng chứng nó lên là cũng giành tài sản con bóm. Bởi vậy mục đích của Sáu là cậu Năm phải đi, mà bây giờ mấy cha mấy mẹ kêu ký tên dành nhiều sự sống, đâu phải mục đích của Sáu, bởi học thao không kịp, không có rảnh, mắc với em bé là không có rảnh, ai muốn làm gì thì làm. Ai muốn làm gì làm đó, đúng không? Mục đích của người ta là muốn cậu đi mà cái kêu ký tên
À, một lít mục tiêu giờ thành một nhọt, rồi chuẩn bị một nhọt mình đổ cho rồi. Xá là người ủ tờ chứ cả nhà. Xong cái vụ này mà xong rồi ha, chính quyền nói sao? Nói sao là vu khống, kêu sáu đưa ra bằng chứng. Nói chính quyền là cái tờ giả trồng lon ai không đưa được là sáu đi trước nha. Còn vụ sao kê nó còn hơi dài nha. Sao kê là phải để cho chính quyền phải điều tra, thu thập chứng cứ, những số liệu mà những người mà chuyển khoản sao, và vô điều tra coi tài khoản ngày đó con ve làm gì mà có số tiền đó. Giờ 5 ngày đó làm gì số tiền đổ nhiều vậy, chị buôn bán gì đó còn lâu lắm, còn sáu ủ tờ trước. Sáu là người đi trước, đúng rồi, già đi trước, đi trước đi sớm, ngủ sớm, đầu thai sớm chứ kiếp này tôi thấy sáu sống người vô dụng quá. Sáu sống giống quỷ giống yêu quá, chứ khí chứ mùa sống lạ mẹ vậy trời, đàn bà con gái gì phá như quỷ, đàn bà con gái gì nói tới người ta ở nổi ốc dựng lên, đàn bà con gái tới con mình mà còn muốn nổi ốc da gà với mình thì ai không nói da gà với mình đó cả nhà. Trời ơi, con hà mã, con hà mã có ngày mày ăn đâu mà kiếm chuyện má tư tao quậy mày hả? À, mà hả trời ơi, mày chơi má tư tao xấu, cái mặt mày đẹp quá má ơi, cái mặt mày tao nói thiệt á. À, má tư nói là cái mặt nó để 12 chén chè, 2 mâm xôi, một con heo quay còn dư chỗ ngồi à, mà chơi người này hết ngày đến người khác, cậu mặt nó đẹp đấy má tư. Má tư nói gì con buồn á, cái mặt con khỉ heo nó đẹp lắm, nó đẹp hơn mấy con heo. Ủa, nó mặt nó đẹp lắm mấy heo không, mấy heo mấy hà mã thì xấu hơn nó. Nó đẹp hơn, nó đúng, cái khen nó đẹp đúng rồi. Ồ, bạn ăn mình kiếm chuyện mắt tư vậy mày. Trời, quỷ tàn ơi. Hôm nay chét bộ kem chống nhục hết chưa? Bộ kem của chị thì le le dịch bầu tặng đó, chét hết chưa? Chét nhiều nhiều vô tạch đắp dày lên. Còn nếu mà đắp không đủ về quê tao, phải cho cứ trâu cứ bò đắp lên đó. Chừng nào đắp hết cái điện chị đó, chị cho bộ nữa. Cái lên đắp lên nữa cho chống nhục lên chửi người ta. Mắc cỡ không? Mắc cỡ không? Trời ơi, đi phanh tay xin lỗi lúc trước chửi lên trên phường chửi lộn và phanh tay xin lỗi. Còn chơi đánh bản quyền Út nữa nha. Đánh bản quyền Út. Con heo đánh bản quyền Út. Biết sao không? Không phải là bản quyền gì hết. Mà ngày xưa cái nhà biết không? Là nó là mà chửi lộn với mẹ Sáu. Mình mới lấy cái tiêu đề đó để mình phản biện lợi, đúng không? Cái bây giờ nó ghét nó đánh bản quyền Út. Đánh làm gì tao? Chào quý thân ơi. Cái chi bản quyền âm nhạc hay bản quyền cái video mình làm nè cậu ấy. Còn cái hình ảnh cũng đánh bản quyền cái thánh thần ơi, làm gì tao gãy ngứa tao gì con heo kia. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, kêu đi, kêu chị Lê Dịch Bầu mua nhà cho mày ở cho tao mới tin là chị Lê Dịch Bầu là thương mày. Chứ còn chị Lê Dịch Bầu ở nhà lầu xe hơi, còn mày ở nhà thuê nhà mướn tao đâu có tin. Tao không tin. Đó, thánh thần ơi. Thôi chào tạm biệt nha, đặt hồ gà, hồ gừng ngon lắm.